bước vào một không gian sống đẳng cấp. Tại lô đất biệt thự gốc hai mặt tiền. Đường số 3 Hiệp Bình Phước. Với mức giá 29 tỷ đồng còn thương lượng tốt. Trong nhịp sống hối hả của thành phố Thủ Đức, một lô đất biệt thự nằm góc hai mặt tiền tại đường số 3 Hiệp Bình Phước đang chờ đợi chủ nhân mới để tạo dựng một không gian sống đẳng cấp và tinh tế. Với mức giá hấp dẫn và vị trí đắc địa, đây là cơ hội không thể bỏ lỡ cho những người đang tìm kiếm một nơi an cư lý tưởng. View đẹp mê hồn. Một trong những điểm đặc biệt của lô đất này chính là view đối diện công viên, tạo ra không gian thoáng đẳng và yên bình cho gia đình bạn. Mỗi buổi sáng thức dậy, bạn sẽ được đón nhận bức tranh thiên nhiên tươi đẹp, mang lại cảm giác thư thái và tươi mới cho mỗi ngày mới. Kiến tạo không gian sống hoàn hảo Với diện tích rộng lớn ngang 17,5m dài 20m công nhận 350m2, lô đất này đủ lớn để bạn thực hiện mọi ý tưởng kiến trúc và thiết kế nội thất của mình. Đường 10m rộng rãi với vỉa hè hai bên, cùng với hướng đông bắc Tây Bắc tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng và sắp xếp không gian sống theo ý muốn. Nằm gần cổng sau khu đô thị Vạn Phúc, lô đất này có lợi thế về giao thông và tiện ích xung quanh. Chỉ cách quốc lộ 13 150m, gần dự án Thủ Đức gia đình hôm trường học Nguyễn khuyến và kết nối thuận tiện với các tuyến đường lớn như Phạm Văn Đồng, cầu Bình triệu, bến xe miền Đông, tất cả chỉ trong khoảng 3 đến 5 phút di chuyển. Với mức giá 29 tỷ đồng. Lô đất biệt thự này không chỉ là một nơi ở mà còn là một cơ hội đầu tư đáng giá trong thời điểm hiện tại. Sổ riêng và pháp lý rõ ràng, bạn có thể yên tâm về tính chất pháp lý của bất động sản này. Đừng để cơ hội tốt này trôi qua, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết và sở hữu ngôi nhà mơ ước của bạn tại thành phố Thủ Đức. Cuộc sống đẳng cấp đang chờ đón bạn tại lô đất biệt thự góc hai mặt tiền đường số 3 hiệp Bình Phước. Hãy like, share Đăng ký kênh Mộc Hỏa Rian để đón nhận thông tin của những sản phẩm mới một cách nhanh nhất, để chọn cho mình kênh đầu tư cũng như là nơi an cư tốt nhất, bước vào một không gian sống đẳng cấp. Tại lô đất biệt thự gốc 2 mặt tiền. Đường số 3 Hiệp Bình Phước. Với mức giá 29 tỷ đồng còn thương lượng tốt. Trong nhịp sống hối hả của thành phố Thủ Đức, một lô đất biệt thự nằm góc 2 mặt tiền tại đường số 3, Hiệp Bình Phước, đang chờ đợi chủ nhân mới để tạo dựng một không gian sống đẳng cấp và tinh tế. Với mức giá hấp dẫn và vị trí đắc địa, đây là cơ hội không thể bỏ lỡ cho những người đang tìm kiếm một nơi an cư lý tưởng. View đẹp mê hồn Một trong những điểm đặc biệt của lô đất này chính là view đối diện công viên, tạo ra không gian thoáng đẳng và yên bình cho gia đình bạn. Mỗi buổi sáng thức dậy, bạn sẽ được đón nhận bức tranh thiên nhiên tươi đẹp, mang lại cảm giác thư thái và tươi mới cho mỗi ngày mới. Kiến tạo không gian sống hoàn hảo với diện tích rộng lớn ngang 17,5m dài 20m công nhận 350m2. Lô đất này đủ lớn để bạn thực hiện mọi ý tưởng kiến trúc và thiết kế nội thất của mình. Đường 10m rộng rãi với vỉa hè hai bên, cùng với hướng Đông Bắc, Tây Bắc, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng và sắp xếp không gian sống theo ý muốn. Nằm gần cổng sau khu đô thị Vạn Phúc, lô đất này có lợi thế về giao thông và tiện ích xung quanh. Chỉ cách quốc lộ 13-150m, gần dự án Thủ Đức Gia Đình Home, trường học Nguyễn Khuyến và kết nối thuận tiện với các tuyến đường lớn như Phạm Văn Đồng, Cầu Bình Triệu, Bến xe Miền Đông, tất cả chỉ trong khoảng 3 đến 5 phút di chuyển. Với mức giá 29 tỷ đồng, lô đất biệt thự này không chỉ là một nơi ở mà còn là một cơ hội đầu tư đáng giá trong thời điểm hiện tại. Sổ riêng và pháp lý rõ ràng, bạn có thể yên tâm về tính chất pháp lý của bất động sản này. Đừng để cơ hội tốt này trôi qua. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết và sở hữu ngôi nhà mơ ước của bạn tại thành phố Thủ Đức. Cuộc sống đẳng cấp đang chờ đón bạn tại Lô Đất Biệt Thự góc 2 mặt tiền đường số 3 Hiệp Bình Phước. Hãy like, share, đăng ký kênh Một Hỏa Rian để đón nhận thông tin của những sản phẩm mới một cách nhanh nhất.